Rồi hello, chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Tối nay lên với anh em video nhồi máy nha anh em, và một số món linh tinh của quay Thái 110. Thì mỗi video đều mỗi phổ biến cho anh em cái thông tin cơ bản ở bên em, như là đây. Đó, đây là cái thông tin về địa chỉ và số điện thoại của em. 102/15 Đồng Ngọc Sứ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Số em là 0865890158. Đó. Số đó em có đăng ký Zalo, có Facebook đàng hoàng nha anh em cứ check thoải mái đi. Nhưng mà cái Zalo của em hiện tại thì đang đầy danh sách, cho nên là khi anh em có kết bạn mà nó không có kết bạn được thì anh em cứ nhắn tin đi, em check tin nhắn của anh em nha. Rồi em xin vào báo giá chi tiết một số phụ tùng quay Thái 110, anh em là có nhu cầu mua hàng xin alo cho em nha. Rồi phương thức thanh toán bên em chuyển khoản anh em nha. Rồi vô luôn. Đây em có một cái co xăng quay Thái 110, nó rất là đẹp nha. Ở trong là nó trắng bóc nè anh em thấy không? Con này 200 nha anh em, đẹp, 200 201 trắng bóc. Nó còn cái lớp keo đẹp lắm, ống ánh luôn. 200. Co xăng quay Thái 110, hàng tháo xe đẹp, 200.000. Ừ. 200.000 nha anh em. Ok. Tiếp theo ở đây em có một cặp xi nhan quay Thái 110, hàng tháo xe. Cặp xi nhan này nó có trầy nhưng mà có được một cái là nó không răng anh em, nó không răng. Nó trầy nhưng mà hoàn toàn nó không có miếng răng nào luôn anh em, nó không có răng miếng nào luôn, nó trầy chứ nó không răng. Cặp này em bán cho anh em giá 150.000 nha. Trầy bên đây nó trầy hơi khá khá ha, bởi vì em bán anh em giá tốt thì vậy anh em lấy thêm 50-70.000 đi bu ly cái này lại ha. Nó chạy chạy này nè anh em thấy không? Nó nhưng mà nó không có răng nha, cặp này ok luôn á, thủy đẹp không răng luôn, hàng tháo xe. Cặp này bán anh em giá 150.000 nha. Đó. Giá anh em thợ thuyền cũng có sống luôn á. Về mình mà bỏ công ra mình làm, lấy công mình làm lãi anh em. Ở đây em có cái chó đèn quay Thái 110, hàng tháo xe, cái chó này bên trong nó dơ nha anh em, phải vệ sinh nha. Về cơ bản là cái thủy của nó là mình thấy là cái thủy bên trong này là nó không có bị chảy thủy nè. Đó, nó không có bị chảy thủy, bóng đèn còn ngay băng à. Đó. Nhưng mà cái chó này tình trạng là ở đây có nứt nè nha. Nè anh em thấy không, chỗ này có nứt nè. Đây có sao mình báo lại cho anh em y vậy nha, nó có nứt nhẹ nè. Đó. Thì cái chó này á, với lại dưới này nè, nó bứt chân con ốc một cái nữa. Thì cái chó này mình bán giá rẻ cho anh em nha. Cái chó này mình bán cho anh em giá là 350 nha. 350, chó theo xe nha anh em, chứ không phải chó mới nha. Cái nào mình báo chính xác lấy, chó này chó theo xe nè. Chó theo xe chứ không phải chó mới. Đó. Ba gặp nè. Đó. Mình bán anh em 300 luôn đi. 50.000 nó cũng không có tới đâu đâu. Về anh em còn vệ sinh này, còn xử lý cái bát ở dưới này. Rồi anh em còn vệ sinh bên trong nữa. Đó. Rồi cái kiến này nó bị nứt anh em cũng đâu bán được nhiều đâu. Mình bán anh em 300.000 cái chó này nha. Rồi tiếp theo nữa, ở đây em có được một cặp cùm công tắc quay Thái 110. Nói chung hàng này hàng tầm trung thôi. Qua đồ máy mới có đồ máy whip nè. Đồ máy thì đồ máy whip dữ lắm. Đó. Cặp cùm công tắc quay Thái 110 thì bán cho anh em, cặp cùm này giá là 400 nha, hai bên luôn á nha anh em. Cùm này cùm thắng đĩa nha anh em, cùm thắng đĩa. Đó. Cùm thắng đĩa. Cùm này cùm 2.000 nha anh em, chất xanh. Đó. Anh em xài ok, ngon lành, đang hoạt động bình thường. Chữ thì nó mất chữ rồi anh em ơi. Nó mất chữ rồi. Đó, nhưng mà đang xài ngon anh em. Cùm này bán 350 luôn đi anh em ơi, cho nó lẹ ha. Nói chung mà mình nói thiệt với anh em á, đồ ở nhà mình tại mình quăng bù lông bù lắc chứ bù lăng bù lóc chứ thôi, chứ đem ra mà quay bán một món và 300 và 300 cái gom lại tiền triệu, tiền chục triệu không á. Ừ. Trùng mã luôn nha anh em, 00512 nha, đúng một cặp của nó nha anh em. 00516, ừ, 00512 00516. Đó, cặp cùm này không có đứt nối gì nha anh em, hoạt động là full chức năng nha. Mình bán cho anh em giá 350.000 nha. Cho nó lẻ. Hoạt động là full chức năng. Ừ, 350.000 cặp cùm này. Rồi ở đây mình có được một cái con ha. Một cái con đây, quay 110 cho, quay 110 cho xong đi. Ở đây mình có được một cục mô bin full trừ 1. Cục này thì cái đát của nó là đát 201 anh em, tình trạng là đẹp luôn. Không nứt bể luôn. Cắt dây ngắn đây, người ta gắn quay 110 nè thì mình gã xe, mình mua làm sao thì mình bán vậy. Ừ. Rồi nó có dính cái tẩu này nè, mà nó dính vậy nè thì mình cũng còn phé gài luôn nè. Thì anh em xài được, xài sẽ không được vứt. Thì cục mô bin này mình bán cho anh em giá là 250.000. 250.000.
bộ pin full 1, nó cắt dây vừa với 110 luôn nè. Đó, rồi. Cục này cục IC quay thái 110, hàng tháo xe. Cục này thì tình trạng là mấy cái dắt ở bên trong rồi nè, ok hết, ngon lành. Mình có test thử cái dắt nằm giữa nè, không bị lung lay luôn anh em, không có lung lay luôn nha, còn ngon lành luôn nha. Thì cục này mình bán cho anh em giá 450.000. Hình thức tại vì anh em biết sao, cái chữ nó không đẹp nè. Chữ này nó không có đẹp, mờ chữ, không có đẹp thì mình bán giá rẻ. Đó, với lại bên đây nó có trầy trầy nè. Nè thấy không? Nhưng mà bao sống bao xài cho anh em nha. Đa số nhiều khi á, tại vì nhà sản xuất người ta thiết kế ra là IC là treo là phải có thun, thì một số anh em á là nó bị chai cái thun hoặc mất thun vì lý do gì đó, mà anh em rút dây rút của nó đó thì nó cọ vô sườn để trầy thôi, bình thường không có gì chứ. Nó xài thì xài bình thường, 450. Rồi tiếp theo mình có hai món phu chờ một đẹp nè, anh em có xài có quan tâm thì mình liên hệ em ha. Ở đây có một con heo phun chờ một đầy 202, con này sơn zin nó cọp luôn á anh em, con này mà vô ZX là hết bài luôn. Con này mình bán cho anh em, con heo này á mình bán cho anh em giá là coi, con heo này mình bán cho anh em giá là, con heo này anh em về lắp vô xài liền luôn á, bố còn dày cui luôn nè, bố còn dày cui luôn nè anh em, lắp vô xài liền luôn. Con heo này đầy 202 nha, phu một nha anh em, nhưng anh em lắp cho ZX được nha. Đây nè, phu một 202 2A17 đó, sơn zin là đẹp cực kỳ anh em, sơn zin là bao đẹp. Đỡ hơn anh em mua heo, con heo ZX mới, con heo ZX mới bây giờ màu sơn nó vừa xấu nữa, đâu đẹp được gì đâu. Rồi con này bán cho anh em giá là con này mình bán cho anh em giá 500.000 đi đó, ốc đầy đủ luôn đó, 500.000 đi. Ốc xả gió chưa mở ra một lần, chấm mực vàng còn luôn. Nói chung con này đẹp lắm, anh em về gắn ZX là hết bài luôn á. Rồi đó, giờ cũng lần đầu tiên mình gặp được một cái tay dầu theo xe mà nó còn đẹp như vậy nha anh em, sơn zin luôn á, đẹp căng luôn. Tay dầu trên phu chờ một theo xe luôn, con ốc này chưa mở luôn anh em, chưa thay tay thắng một lần luôn, tay thắng zin luôn, tay thắng zin theo xe luôn nha, tóp tay zin luôn nha anh em, đúng 202 luôn nè. Đó, bóp là ben còn mạnh út út luôn nha anh em. Con ốc này chưa mở luôn nè, cái tay thắng này ghim theo xe luôn nè. Anh em nào đang có phu chờ một á, mà con xe phu chờ một mà ok anh em, mà cái tay dầu trên anh em sơn nó xấu á, tay dầu trên của anh em mà sơn ghim nó không có đẹp á, anh em mua con này về anh em vô là hết bài luôn, sơn đẹp lắm nha anh em. Con này bán cho anh em giá 200.000 nha, tay dầu trên phu 1 là 200 đây anh em. Đó, sơn zin đẹp cực kỳ luôn á, tay dầu trên phu 1 này giá 200, còn con heo này thì 500 đi anh em. Con heo này thì anh em vô chích ít là hết bài, bao đẹp luôn, bố là còn xài được luôn, về anh em xài liền luôn nha. Rồi tiếp theo nữa thì em qua phần đồ máy, quên cái chó niêu này, anh em nào lấy mình chia lại cho anh em giá 350 nè. Chó niêu 350 chứ qua sử dụng là mình xài trên xe nhà mình đó, mà giờ mình vô chó tộn rồi, vô nhanh chó lái mình vô tộn chân nè, cái đèn lái nè, tại mình chưa có rảnh, tối nay mình rảnh mình vô ốc mớ ốc ác tồn với đèn lái tồn, mình vô IC rim lùng 99 tồn luôn nè, IC rim lùng 99 tồn nè anh em. Đó, đèn lái tồn nè anh em thấy không, tối nay mình vô đèn lái tồn chữ lớn luôn nè, anh em thấy đẹp cực kỳ không. Đó, đèn lái tồn nè, tối nay mình vô luôn, quýp lắm, tồn full hộp luôn nha, tem đỏ đàng hoàng nha, đời thấp luôn nha anh em. Mình còn vô mở ốc ác nữa nè, nè ốc tồn nè, tối nay vô nó mở áo rồi vô lại hết, đã chơi là chơi cho căng luôn. Mình con heo mình vô con heo tồn luôn rồi đó, xe này vô con heo tồn luôn đó anh em. Để tối đi mình làm cái clip giao lưu với anh em chơi, bây giờ mình đang bán hàng rồi. Rồi cái chó niêu này anh em nào lấy mình chia anh em 350 nha, còn cặp xi nhan này mình anh em nào lấy mình chia lại cho anh em 200 nha, xi nhan new nè 200 anh em, mới 100, mới nói chung là 99% đó, mình xài xe kỹ lắm. Một combo này anh em tiết kiệm cũng khá là nhiều á. Ừ, còn cái lái nữa, cái lái trên xe đó nữa anh em lấy mình báo nguyên combo luôn cho, có tối nay mình thay cái lái đó lái thái nhiều luôn đó. Cái lái giờ anh em đi mua 600.000 cái rẻ đâu, rồi mình chia lại luôn cho anh em nào lấy mình chia anh em cái lái đó, hình như rồi anh em lấy mình chia cái lái là con này là 350, còn này 200 là 550. Rồi anh em lấy cái lái mình chia cho anh em nguyên combo đèn luôn 5 triệu. Ý lộn 1 triệu. Rồi,
anh em tiết kiệm được nhiều lắm á. Nghiên cứu nha anh em. Rồi, giờ mình vô mà còn cái Boe 2000 whip nè. Anh em coi cái đát nè, rành rành luôn. Thấy không? Đẹp cực kỳ, ít trầy luôn. Boe này bán 500 nha anh em. Nó đẹp dữ dằn luôn. Boe này em bán 500, siêu đẹp. Không ít trầy luôn nha anh em. Boe này đẹp lắm, đát đồ cực kỳ. Anh em nào ấy em chia cho. Có ráp xe nào 2000 đẹp đẹp có đúng đát 2000 thì bụp em nói vô là hết lần. Nó 500.000. Cao su này còn dẻo nhẹo quá. Ống gãy ống chia chân á. Rồi. Tiếp theo vô đồ máy này có một mớ đồ máy whip whip nè anh em. Rồi, em có lẻ cái lốc bơm nhất rồi, quay Thái 110, hàng rã xe tuyển đẹp nha. Lốc này lốc 99 luôn nha anh em. Lốc 99 nè, lốc 99 nè, không có lỗ đứa sỏ con ốc á. AB KFLF -1 đó. Răng cỏ thì em bao cho anh em tất cả từng răng một. Là mới rớt một lần đầu tiên. Chưa có dấu cạo ron nha. Mới rớt lần đầu tiên chưa có dấu cạo ron. Chân nồng này cũng vậy luôn. Cái lốc bơm này em bán 1 triệu nha anh em. Nước nhôm là bao đẹp nha. Răng cỏ là đẹp hết nha anh em. Răng cỏ là tất cả là đẹp hết nha anh em, không có lỗi răng nào luôn nha anh em. Bánh bơm ở trong này là không có hề mà có cái hiện tượng bể một răng nào nha anh em. Không có bể một răng nào nha anh em. Sơ mi ở trong này là dên mới rớt ra lần đầu luôn nha anh em. Đó, tại mình ra dên để mình giao dên cho khách đó. Lốc bơm này em bán 1 triệu nha anh em. Lốc bơm đẹp vậy là em bán 1 triệu, không lỗi lầm nha. Rồi, tiếp theo nữa là em lên với anh em hai bộ nồi. Quay Thái 112.000, hai bộ nồi này bộ nào cũng cọp hết trơn á. Bộ này 3,5 triệu, bộ này 4 triệu nè. Bây giờ em quay bán với anh em ha. Thì mình bán nồi ở đây mình bán cái phương châm mình bán là full cò muỗng chứ mình không có bán lẻ. Để cho đúng bộ cho người ta đi cho nó ngon anh em. Đó, full cò muỗng ốc chỉnh nồi. Thì bộ này mình bán 3,5 triệu nè. Anh em nào coi chơi hú hai bộ này là mình bao tất tần tật cho anh em. Bao bóc bao êm không giọng hú nha. Đây. Chung là xuất sắc đó anh em ơi, nói chung là hai bộ này nó rất là whip. Mình bao cho anh em là hoàn hảo nha anh em, hai bộ này là mình bao hoàn hảo nha. Răng trở nè, thấy không? Chung zin chưa tán nha, bộ hai bộ này 2000 hết nha anh em. Hai bộ này 2000 hết. Cái bộ này ông anh nó bên Vĩnh Long nhờ mình bán lại giùm. 3,5 triệu nha anh em, hầu như cái chuông nó không giận luôn. Chung bộ này bán đi rồi, chừng nữa mấy bộ này bán đi nữa kiếm cũng khó nè. Anh em coi cái chuông. Nói chung nếu như anh em nào mà có quan tâm đến những cái dòng này á, anh em có nghiên cứu thiệt là anh em nhìn cái chuông là anh em biết ngay. Đó, anh em nhìn cái chuông đi. Nó phớt cỡ một tờ tiền đủ lại thôi anh em thấy không? Đó, nó bằng ni. Những bộ nồi như gì mới khó kiếm nè anh em. Với anh em coi cái nước bố á, cái nước bố mà nó còn tươi mà nó không có hiện tượng chai nữa đó. Đó, nè anh em thấy không? Nó cỡ này mới ăn tiền được nè anh em. Cỡ này mới mà đảm bảo cho cái việc mình lên xe là luôn luôn cực kỳ bốc. Nó mới đảm bảo cho việc mình lên xe là khi mình đá số là nó cực kỳ bốc. Đó, và còn phụ thuộc vào cái người canh lá nữa nha anh em, chứ nồi gin thì anh em biết rồi. Nó bốc giữ mấy đi chăng giữ cũng không có bằng con người mình can thiệp vô. Đó, anh em thấy không? Cái màu bố là cực kỳ, nói chung bán bộ này đi rồi, thật sự những bộ này bán đi rồi. Có thể anh em cảm thấy nó hơi cao một tí, nhưng mà mình thấy bên nồi quay 113,5 triệu, 4 triệu cao gì trời. Thấy nó bình thường thôi chứ có gì đâu cao. Đúng không anh em? Đó. Nó đẳng cấp như vậy mình mới an tâm mình bán cho anh em gắn lên xe, chắc chắn chắc cú đó. Bố rảnh sâu dày và khi anh em gờ là tới đâu là nhắm đó. Bộ này cái đúng cái đát của nó là ngày 10 tắt led luôn rồi trời. Hiếu mở cái đèn nó dùng cái hiếu số này nó tắt led luôn nè. Nóng quên tắt led luôn. Tắt led là để em tắt em ghép video vô anh em ơi. Mình xin lỗi anh em nha anh em, tại nãy lúc mà đang quay clip á thì led nó bị tắt, thì bây giờ mình quay video tiếp để mà lát mình ghép vô video đó nha anh em.
tại dòng iPhone này nó ngộ á, nóng lên nó tắt led rồi, rồi nó cảnh báo mà nó chống cháy nổ mà. Thì mình quay lại nè, cái phần cái chuông nè anh em coi nè, nói chung là những bộ nồi này dặn cọp có nghe anh em sọc sới rất là dữ nha, thấy không, kinh khủng luôn đó, thấy không, mấy bộ nồi này nó thẳng cho anh em là dặn cọp đó, còn chuông này là anh em kiếm đây nè, hơi bị đẳng cấp quá, thấy không, phớt có một tờ tiền một thôi, thấy không anh em, tầm đẳng cấp tầm này giờ anh em kiếm cũng hơi bị mệt. 3,5 triệu là tầm giá mà nói thiệt mình bán hơi rẻ rẻ. Bố đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Đó, bao bóc bao im không dụng hú 3,5 triệu. Còn bộ kế bên lắp anh em thấy nó còn khủng nữa. Ừ. Anh em về lắp rồi. Khỏi có làm gì, nồi nước nhôm nước nhiếc gì là cực đẹp luôn. KFMA nè. FCC nè, cái đế cũng vậy luôn nè, KFMA nè. Đó. Bố lá, bố liếc tất cả nguyên kim, anh em về chỉ lắp thôi, 3,500,000, quay thái 112,000. KFLF FCC cho anh em coi cái chuồng heo luôn, đã mình làm là làm cho nó tới đây đó, làm là làm cho tới đó, 3,500,000 anh em xài alo em luôn, còn muỗng nha, còn bộ này là 4,000,000 nào full, còn muỗng là 4,000,000. Đây, bộ nồi này không quýp nè, bộ nồi này em cho anh em coi, còn muốn ốc chỉnh nồi đẹp hết nè, không có lỗi gì nha. Đó. Nè, bộ này là 4,000,000 nè, sọc giỏng là tua tủa luôn, bao hú bao ốc bao im hết. Cái bộ nồi này nè là cái đầu lòng của nó nè, lát nữa anh em để ý nha, cái đầu lòng của nó nè, nồi này nè là đầu lòng của máy này nè, có đánh dấu nè anh em. Ừ. Đen thui luôn á. Ừ. KFMA. Chuông là chỉ phớt phớt rồi anh em, phớt ít hơn cái nồi kia nhiều lắm. Nói chung là hầu như không có giận luôn á. Bộ này là hầu như không giận tay luôn nha anh em, thấy không? 4,000,000 nha. Thấy không, cực kỳ đỉnh của đỉnh. Ừ. Không tới tờ tiền đâu, bộ này cam kết cho anh em luôn. Ừ. Bố nè, ngày 11 tháng 5 năm 2000, đó, ngày 11 tháng 5 năm 2000 bố nè, Whip Slip đẳng cấp không? Bộ này 4,000,000 nha anh em. Bao bóc bao êm không giọng không hú. Mình nói thiệt, mình quay nồi lúc nào cũng vậy trơn á, mình ít có khi nào mình quay cái mặt trên này, mặt trên này không có nói lên điều gì đâu, cái mặt này mới quyết định nè. Tại vì cái mặt này lại mới là cái mặt tiếp xúc với cái chuông. Cái mặt này mà nó gỗ nhiều á là một là do đi nhất ẩu. Đó, hai là chạy nhiều, ba là cái chuông vớt không đều. Nói vậy thôi. Nếu mà nồi chạm á là chuông vớt không đều, đó. Cực kỳ không? Phải như gì? Đó. Đó, bộ này 4,000,000 nha anh em. Đi nhất người ta, anh em coi cái nồi đi nhất. Trời ơi. KFMA FCC FT nè, thấy không? FT chữ nhỏ đúng lá bố theo xe luôn. 1 lá 7. Đó. Đánh dấu nồi trơn anh em, về gáp ngay dấu là lụm. Mà nói chung mình nói thẳng với anh em luôn, nồi 110 khỏi cần đánh dấu, nó hú là hú, không hú là không hú à. Đó, KF là FFCC, còn anh em mua nồi về gáp hú ở đây mình chịu trách nhiệm hoàn toàn, mình nói thẳng luôn cho nó gọn. Ừ. Tại vì trước khi gã ở đây là nồi là mình lên xe mình chạy ù ù hết trơn, không có gì mà để bàn hết trơn á, chỉ bàn về giá thôi, được không được thôi anh em. Ừ. Đó, anh em chơi cái môn nồi 110 này là anh em biết rồi đó. Trong các dòng nồi thấy 110 là đẳng cấp nhất. Rồi, nay em có cái đầu lẻ quay 110 nha anh em, cái đầu này là 2,5 triệu. Đó. Cái đầu này á, lúc đầu tiên là nó chưa có mở nắp xúc bắp đâu anh em. Nhưng mà mình mở hai nắp xúc bắp này ra để làm cái gì? Để mình gỡ cái cốt cam ra mà mình giữ được cái con đầu cho anh em.
chứ không thôi bắt buộc mình phải tóc, không thôi bắt buộc mình phải tóc cái gon bốn lỗ này ra mình mới mở cam cò được. Mình mở nhưng mà nó còn dính được cái gon cho anh em hết nè, sớ nhôm chưa có dấu cạo gon anh em thấy không, cái con nắp cánh bướm nè đó. Mình mở để cho anh em coi cái cặp cò, đây đây là cặp cò ghim của nó nè anh em nè, mình zoom vô cho anh em coi nè, anh em thấy con cò săn nè, con cò săn hoàn toàn là chưa có dấu vợn nè, anh em thấy rõ ràng không, nó bằng mặt thấy không, chưa có vợn chưa có gì hết trơn. Tại vì mình nói anh em, bây giờ anh em coi con cò lửa của nó đi nè, anh em thấy không, con cò lửa là chưa có vợn một miếng gì luôn, chưa có ăn mặt giữa luôn thấy không. Đó đó, những bộ như vậy á thì nó hiếm, nó hiếm lắm anh em, nó đẹp mà nó không có lỗi lầm gì là nó hiếm lắm đó. Tại vì mình cố tình mình giữ cái con lỗ bốn lỗ cho anh em, mình mới mở theo phương án này đó. Với lại anh em có được coi cốt cam nữa, anh em cũng được coi luôn cái cốt cam nữa, anh em biết cái độ đẹp bên trong như thế nào là anh em có đánh giá được khoảng 80% là nó im hay không im. Mày cái bộ này cam cò rất là đỉnh, và đặc biệt nữa là cái sơ mi này nè, anh em thấy hoàn toàn nó không có bị đốm đen gì hết. Nếu như cái sơ mi này á, mà mình nói thẳng với anh em, nó đốm đen mà nó khuyết rồi á, là hán thần tiên xuống cứu cũng không có nổi đâu. Mình nói thẳng với anh em như vậy á, nó kêu ghê lắm đó, thấy không, nó không có bị khuyết, không có bị đốm đen gì cả nha anh em đó. Ok nha đó, đây nè, nắp cánh bướm là gon còn nguyên zin nè, đúng 2000 này nha, nắp tròn nè 2000 này nha, thấy không, gon còn zin luôn nha. Đó, những con ốc của nó là hai nắp xúc bắp là đầy đủ cho anh em nha. Cái đầu này mình bán 2,5 triệu nha anh em. Đó, những cái đầu mà mình tóc ra mình kiểm tra vậy cho anh em là anh em cực kỳ an tâm, anh em được coi tận mắt mà. Đó nè, lưng cam anh em thấy không, nó còn đen thùi lùi nè. Đó đó, nó còn đen chứ nó chưa có lên sáng bóng nha anh em, thấy không, nó nó ok anh em nha. Mặt đạn là độ gơ chuẩn lắm nha anh em. Đó, nguyên zin rồi. Cái đầu bò này mình bán 2,5 triệu là có dính luôn co xăng cho anh em nha, anh em nào xài hú em. Còn bộ số này á, mình bán giá là 1,8 triệu full bộ số, cốt đạp, cốt số, báo số. Thì nói chung á, quan điểm của anh em sao, quan điểm anh em sao em không biết, còn riêng em ở đây em rất quan trọng cái bụng giữa, em quan trọng nhất là bộ số với lại bộ danh lóc, rất là quan trọng đối với em. Cái gì cái bụng giữa phải giữ đi, cái đầu lòng tóc ra tóc vô dễ, bộ nồi tóc ra tóc vô dễ, nhưng mà khi mà vô bụng giữa anh em chẻ một lần tốn nhớt nè, tốn gon nè, tốn công nè, mà khi anh em gáp vào á chưa chắc gì nó ngon như ghim của nó nữa đó. Bởi vì anh em phải kiếm đồ cho giữ cho ok mới được, chưa có khuyết chưa có mòn gì hết nha. Cửa báo số không gãy luôn nha, gài rồi nè, dây dắt chỉnh tề không có đứt nối nè đó. Cốt đạp cốt số nét căng khỏi bàn, bao nét căng luôn khỏi bàn, bao đẹp. Bộ số này giá 1,8 triệu nha. Cốt nhông tải đẹp trên 90%, 90 mấy% á. Đó, đẹp 90 mấy%, bộ số 2000 này cọp nha anh em. Đó. Rồi sẵn đây cho anh em coi luôn nè. Cái nhông mặt bên nó chưa sần, chưa gỗ, chưa khuyết gì hết trơn ha, nó chưa sần bụng ha. Nếu nó sần bụng rồi là mình là cái như là nó có dấu hiệu nó sắp nhâm rồi nha anh em. Nếu nó sần bụng nó có dấu hiệu nó sắp nhâm rồi. Chung máy này đi nhớ kỹ. Mình bao anh em là không nhâm không khuyết gì nha anh em. Nào mình nói rõ ràng lắm. Nó bao anh em là không nhâm không khuyết gì nha. Bộ này mình bán giá 1,8 triệu full số. Quay thái 110 đầy 2000. Đó. Còn heo số, nói chung là đủ đồ đó anh em ơi, về anh em chỉ việc gáp lên xe là bụp thôi, không có làm gì thêm. Đó, bộ này 1,8 triệu. Còn cái bộ dên lóc này á, là mình bán cho anh em á, giá là 2,7 triệu, là chung với cái lô bữa hổm mình mua đó. Nhưng mà mình vẫn đảm bảo cho anh em là gáp ngon không gáy, KFL nha, cái đời máy KFL 2000 giao thời đó, găng cỏ là mới gớt lần đầu tiên. Trời ơi, anh em coi dài găng là anh em biết cái nào gớt lần đầu tiên, cái nào gớt nhiều nè. Nè, dấu gon của người ta còn xanh xanh nè, thấy không? Dên là đầu lửa đẹp, tán qua lăng với lông đền đầy đủ nha anh em. Không bị gỗ, không bị khuyết gì anh em thấy không? Không bị gỗ, không bị khuyết gì cả.
Tại giờ anh cứ ngắt nè. Nói chung á, một số anh em á không hiểu, nói cây dên là cây dên là nó phải cứng ngắt luôn cơ, không được, cái đó không đúng. Mình nói thiệt cái đó là sai. Nếu mà anh em từng chơi đồ 110 mà anh em từng mua cây dên mới, từng mua cái lóc mới, anh em sẽ hiểu cây dên 110 ghim nó rất là gơ, nó gơ dữ lắm gơ, nhưng mà khi có nhớt vào nó sẽ gơ ít lại nha anh em. Đó, chứ không phải mà nó cứng ngắt anh em chạy không có được đâu. Đó, mình bao không gáy cho anh em nha, nguyên ghim hết, lóc là không lỗi nha anh em, lóc là nhôm ghim đẹp luôn. Găng cỏ đẹp. Đó, găng cỏ là phải đẹp tất tần tật như vậy. Đó, bên đây là đủ đồ, đi nhớt đẹp luôn này nha. Đó, để mình cài cái nhông bơm vô rồi mình cho quay bánh cho anh em coi, không bể bánh bơm nhớt gì nha anh em. Đó, đầu bên nồi đẹp như vậy. Cái dên này mình bán cho anh em dên lóc này 2,7 triệu. Còn cái đầu lòng này nó bán 6,5 triệu nè. Anh em thấy nó mọc móc móc gì phải không? Nhưng mà khi anh em nhìn bộ nồi nó thôi anh em biết rồi. Anh em thấy nó móc móc vậy thôi. Đây là mình tả cho anh em nè. Cái này là mình chưa rửa nha. 108 cm khối KFL-2. Đầu là đầu ET8. Cái máy này bữa hổm con cờ nó dựng luôn á, mà trong quá trình vận chuyển gì em nó gãy gon nè. Nè anh em thấy không? Gãy con cờ nè, con cờ nó dựng luôn á mà nó gãy gon nè. Nó xanh xanh nó tưa tưa ra nè, thấy không? Nắp tròn nè, xanh đâm, thấy chưa? Đó, đời 2000, không lỗi một cánh gió nào luôn nha anh em. Cái đầu lòng này bán 6,5 triệu. Mình cam kết với anh em là nắp xúc bắp này là chưa chỉnh luôn nha. Cái co xăng bên trong là nó trắng phiếu luôn nè anh em thấy không? Trắng phiếu luôn. Mình sẽ cho anh em coi cái mặt võng lòng, cho anh em tự đánh giá. Mình nói khó tánh cỡ nào cỡ, gặp cái đầu lòng này cũng chịu không nổi đâu. Hụt cho bê tông sâu thêm chút xíu nữa, nó sâu một lát sự rút cũng nổi. Rồi, khó tánh cỡ nào khó, mình nói thiệt, cái đầu lòng này là quýp luôn. Dạ. Sọc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới luôn, thấy không? Không bị đốm đen luôn, và mặt trên cũng vậy luôn. Cực kỳ không? Rồi, bây giờ mình sẽ kéo cái bê tông ra cho anh em coi. Thiếu kéo cái bê tông ra cái không? Kéo cái bê tông ra một khúc. Gì cái gì vậy? Dính đầu lòng đi. Nó bót quá bót rồi. Quá trời bót luôn rồi. Nó bót ông ơi. Bót dữ à? Bê tông dữ không? Bót dữ à? Mới lú mí rồi mà anh em nè, thấy nè. Tục ngang của tổ mới lú mí rồi nha anh em. Đó, mình sẽ không rút ra khỏi bê tông cho anh em lòng cho anh em luôn nha. Rồi móc lên đi. Lú không? Lú qua luôn à. Móc không không, lú mí thôi. Rồi, nhích ra từ từ. Rồi. Rồi. Đây, mình lau bê tông cho anh em coi nè. Chung xe này đi nhớt đẹp anh em ơi. Nè, anh em quan sát nha, nói chung độ tiền cao cố gắng nhìn. Đó, ít tăng đa nha anh em, tại vì ban đêm nó hơi giả lét chút xíu, anh em thông cảm cố gắng nhìn nha. Tại cái đầu lòng này nói chung là mình bao anh em là đầu lòng cọp. Sọc rất là dữ nha, KFL nè,
ART này nha anh em, ở Tân Đa mới tháo lần đầu tiên nha, mình sẽ không có rút ra khỏi cái lồng nha. Giờ cho anh em coi giả dứ nè, đẳng cấp luôn. Bao đỉnh cho anh em luôn đó, bao đỉnh cho anh em lên xe luôn đó anh em. Đó, đầu lồng này mình bán 6,5 triệu. Anh em có nhu cầu liên hệ. Còn anh em mua lẻ cái lồng bán 3 triệu. Mua lẻ cái đầu bò 3,5 triệu. Nó bót anh em coi nè, trời ơi. Nó phải như vậy, nó mới cho cái dàn hơi mình nó căng được nha anh em. Rồi, video của em tới đây xin kết thúc nha, em chào anh em nha, cảm ơn anh em rất là nhiều.